Hiện tại trên tay của mình đang là mấy chiếc máy ảnh nó rơi vào tầm khoảng độ trên dưới 6 triệu. Ở trong đây thì có hai cái chiếc Fujifilm X-A3, một cái chiếc màu hồng nhìn khá là đẹp luôn, màu hồng ở phần da này, phần trên phần dưới màu chrome. Con này nó rơi vào tầm 97-98%, cực kỳ đẹp luôn. Mặt dưới mặt trên gần như là không có vết xước xác nào, thì nó rơi vào tầm 6 triệu này, quá là đẹp. Bạn nữ nào mà mua con này về kiểu dạng pin tạch hồng cute này cực kỳ là đẹp. Nó hồng ở đây nó không phải là hồng cả máy mà nó gọi là hơi có một chút những cái điểm nhấn ở đây thôi, còn mặt trên và dưới nó mạ chrome kiểu nhìn trông rất là hoài cổ. Nếu mà anh em nào thích Fujifilm X-A3 có thể tham khảo cái con X-A3 màu đen ở đây, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn này, giá mình báo là giá bao gồm cả cái ống kính 16-50 rồi nhé, và đầy đủ phụ kiện là máy pin sạc thẻ, chứ không phải là máy chỉ có body hay là không có phụ kiện gì. Về dáng thì Fujifilm X-A3 nói riêng và những cái dòng Fujifilm từ trước đến nay thì nó đều có một cái kiểu dáng rất là đẹp về kiểu mẫu mã theo kiểu ai những cái phong cách retro vintage, thì những cái con Fujifilm ghi điểm tuyệt đối về cái kiểu dáng máy. Tiếp đến là hai cái con như A5100, con A5100 này thì mình mới về này, Sony Alpha A5100 thì mình đã giới thiệu cho các bạn là khá là nhiều những video rồi, các bạn hoàn toàn có thể xem lại những video đấy. Về tốc độ bắn nét cũng như tốc độ quay phim thì A5100 này nó sẽ nhỉnh hơn Fujifilm X-A3 toàn diện luôn, mặc dù trong cùng tầm giá. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Bên cạnh nữa là con M3 này thì hôm qua mình đã giới thiệu cho các bạn rồi, tuy nhiên là cái ống kính của nó là ống kính 22mm f2 với cả cái ống ngắm MVF nữa, thế đâm ra là nhiều bạn lại thấy con M3 đấy giá nó hơi cao. Thì bây giờ có một con M3 mình sẽ gắn cùng với cái ngàm chuyển để dùng với những cái ống kính của Canon DSLR, và có sẵn một cái ống kính là 2880. Do vậy mà khi các bạn mua cả cái combo này thì nó chỉ có mức giá là 6.6 triệu mà thôi. Cái con Canon M3 này khi mà các bạn mua cái combo này thì nó sẽ rất là lợi, vì sau này nếu các bạn muốn mua những cái lens chân zoom như 50 STM thì chúng ta chỉ cần mua lens chân zoom là được, tại vì ngàm nó đã có sẵn rồi. Xét về quay phim thì Canon M3 thì cũng có một cái nhỉnh hơn so với A5100 hay là X-A3 ở cái chỗ là nó có thêm cái cổng mic 3.5 này. Cái cổng mic này khá là đáng giá trong trường hợp mà các bạn quay phim mà cần chất lượng âm thanh tốt, nhưng mà về tổng thể thì nếu mà về gọi là chất lượng quay phim và tốc độ bắt nét các thứ thì A5100 sẽ là đỉnh nhất, sau đến X-A3 và Canon M3 thì hai con này xếp sau, tốc độ bắt nét gọi là như nhau. Có chăng thì cái con X-A3 này nó sẽ nhỉnh hơn một chút về tốc độ bắt nét so với Canon M3. Nếu mà về chất lượng hình ảnh file JPEG, có nghĩa là cái mà nó đã chỉnh sửa qua ở trên máy ấy, thì những cái con Fujifilm này ấy, nó có màu mè nó tốt hơn, sau đến là Canon M3 này. Nói như vậy không có nghĩa là cái con A5100 này màu mè nó không được tốt, mà cái vấn đề ở đây là có nghĩa là cái bọn này là bọn Sony này, nó ra một cái màu nó rất là thật, nó giống như kiểu mắt người nhìn như thế nào thì màu nó y như thế. Bọn Canon này nó hơi đẩy cái tông màu của da sáng lên một chút, gọi là theo kiểu trắng sáng hồng lên. Còn đối với Fujifilm này màu nó rất là đẹp này, màu bọn Fujifilm này nó làm cho cảm giác như màu nó kiểu như là nó tươi tắn hơn một chút so với những cái máy như A5100 hay là Canon M3. Tổng kết lại, nếu mà các bạn thiên về kiểu ngoại hình cũng như là màu sắc ăn sẵn ngay thì chúng ta có thể tham khảo hai con Fujifilm X-A3 này. Nếu trong trường hợp các bạn cần tốc độ bắt nét nhanh, có cảm giác nó nhỏ gọn nhẹ nhàng thì chúng ta có thể là tham khảo cái con A5100 này. Còn nếu các bạn là muốn một cái hệ lens nó dồi dào đa dạng hơn cũng như là có một cái cổng mic để quay phim thì chúng ta có thể là tham khảo cái con Canon M3 này. Và tất nhiên thì những cái chiếc máy ảnh này thì đều có một cái màn hình lật xoay về phía trước này, các bạn để ý này, sẽ giúp cho các bạn có thể là chụp selfie khá là tốt. Và những cái chiếc máy ảnh này đều có wifi, chụp xong chúng ta có thể sẽ ảnh lên trên điện thoại cực kỳ dễ dàng. Trên đây là một số những cái chi tiết so sánh nho nhỏ giữa cái X-A3, A5100 với Canon M3. Thì tùy nhu cầu của các bạn thì các bạn cảm thấy là cái con nào nó phù hợp với mình. Đối với cá nhân mình thấy thì thực ra trong cái tầm giá trên dưới 6 triệu thì những cái con này đều đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn. Có chăng các bạn thiên về cái máy nào, hãng máy nào, hoặc là thiên về những cái ưu điểm, những cái chi tiết nhỏ nào mà các bạn lên cân nhắc những cái con này. Chứ còn nếu mà các bạn mà cứ cân đo đong đếm hoặc là trong cái tầm giá mà trên dưới 6 triệu như thế mà các bạn gọi là đòi hỏi toàn bộ một cái chiếc, đi tìm kiếm toàn bộ một cái chiếc như là màu mè ăn sẵn chụp đẹp xong rồi bắt nét nhanh thì phải có cổng mic các thứ, thì trong tầm 6 triệu các bạn không thể có được. Mình nói như vậy để cho các bạn hiểu là với một cái tầm tài chính nó gọi là hạn chế như vậy thì chúng ta cần phải lược bỏ một số những cái chi tiết đi để lấy nhấn mạnh vào một số những cái chi tiết còn lại để chúng ta chọn ra là một cái máy ảnh nó ưng ý nhất, chứ không thể nào mà trong cái tầm giá đấy mà chúng ta chọn được là nó máy nó phải từ A đến Z, nó phải ngon từ đầu đến cuối. Nếu mà nó có như thế thì những cái máy tầm 15-20 triệu hay là 30 triệu thì nó bán cho ai? đúng không ạ? Anh em nào có nhu cầu về những cái chiếc máy này có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại ghi ở góc trên cùng bên phía tay trái nhé. Và những cái máy này bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 3 tháng, trong vòng 3 tháng là sản phẩm lỗi phần cứng bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn. Video này xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy cũ khác nhé. Cảm ơn các bạn.